Xin chào mừng các bạn ở cho kênh YouTube của mình ạ. Trở lại video tiếp theo về chia sẻ các lĩnh vực bên ngành điện tử các bạn. Nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái bộ ống cắt tích điểm, nhưng mà chế độ này là mình hiện giờ nó bật theo cái giờ mình hẹn, như là cái này như là đồng hồ thời gian thực vậy đó. Thay vì mình lập trình vi xử lý thì giờ mình lập trình trên cái LCD này, và nó có 16 cái chương trình để cho mình cài đặt. Cái này nó ứng dụng nhiều nhất ở trong cái điều khiển hẹn giờ bơm nước tưới tự động các bạn đó. Nó áp dụng nhiều nhất cho đó. Đây nè, nó để nè, electronic timer nè, chính là thời gian điện. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái mặt trước này, và như là cách tấu dây và test một chút, tháo cái trong đây ra luôn mà xem. Thì bây giờ mình nói sơ về cái mặt nạ của nó thì dễ thôi. Đây là chính là nguồn vào, đây chính là nguồn ra, và điểm chung của nó, chân chung của nó các bạn, là hai chân, hai chân ba chân chung, và chân một với chân bốn là để dùng để tống tích điểm. Có nghĩa là chân hai chân ba đó là chân mát, chân chung được, còn chân một với chân bốn là dây pha để khi tích điểm đóng rồi nó truyền dây lửa từ chân số 1 qua chân số 4 qua tải đó. Rồi đơn giản thôi. Đây cái mặt trước của nó nè. Đây đây chính là ngày, đây là ngày, là cài đặt ngày. Còn cái này là cài đặt giờ. Còn này là cài đặt phút. Còn ở đây là chuyển chế độ tắt và bật và auto. Nha, chế độ tay và chế độ tự động, chế độ tắt. Còn cái này chữ B này là chế độ cài đặt 16 chương trình. Còn cái này là cái đồng hồ này, trở về cái thời gian. Màn hình như thế này nè. Còn cái này nè là nút khóa cái màn hình, không có nhấn mấy nút này được. Khi mở khóa này nó để nè. Để rồi bạn. Ok. Nhấn 4. Đó, nhấn 4 lần này nè để mở khóa, unlock mở khóa. Thì bây giờ mình sẽ chút nữa mình cài cái chương trình cho mình xem. Bây giờ mình sẽ khám phá bên trong của nó. Coi nó có cái gì. Nó cũng đơn giản thôi, trong đây nó cũng đơn giản. Mình chỉ có module. Đó, module tích hợp hết rồi. Đây chính là nguồn 220 vào nè. Đó. Và cái này thì mấy cái bộ tụ thôi. Điện trở thì kia thì cho công suất trở đo lớn tại nguồn 220 mà. Cái này là relay của nó nè. Relay này đóng tốt nha bạn. Đó, và bên đây là bộ điều khiển. Bên đây là hiện lên màn hình LCD đó. Thì hôm nay nó có cái cục pin là nó nuôi cái LCD nè, nó nuôi cái đồng hồ á. Pin này có 1.5V, và ở đây là chính là cái bộ cái con đo thời gian thực này, kêu là con dao động á. Rồi để 1.5V nè, và nó có dây nó truyền tín hiệu về nè. Thì khi cái này đúng thì cái này nó truyền tín hiệu đây, nó kích cho cái relay này tống ra cắt thôi. Đó, đơn giản thôi mà. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đóng lại. Đơn giản thôi. Sẽ đóng lại và mình điều khiển. Mình cài điều khiển cho bạn xem. Thì bây giờ cái bộ này nó 16 chương trình. Mình mở cái chương trình cho bạn xem. Mà muốn mở này nó đang để cái chữ này, đang để cái số này, cái chữ này khóa. Cái hiệu đó. Thì nhấn 4 lần nè, 1, 2, 3, 4, nó sẽ mắc nè, trong bao nhiêu giây đó,
7 giây thì nó sẽ trở lại cái nút khóa đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn vô cái đồ cài đặt nè. Cái này do là mình đã cài trước rồi nè, là mình cài 16 giờ bật đó. Đó, và 8 giờ sáng mình tắt, cài cho đèn đèn đó bạn. Đây là nó hiện số 1 là một chương trình đó. Rồi, một cái chương trình nó có hai chế độ, nó có hai chế độ mật bật và tắt nè, ba chương trình nè, 4, 5 đó, mình mở cho bạn xem đó. Đây nha, 3 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 16 nha. Rồi, nó 16 chương trình, 16 chương trình nha các bạn. Đó thì mình chạy cái nút này, nút trở về nè, trở về cái đồng hồ. Và nút này nút cài giờ, ví dụ như mình muốn bữa nay là thứ bảy nè, đúng thứ bảy nè, thì mình ví dụ như nó có sai ngày thì mình chờ thứ đó thôi đó, thứ sáu thứ bảy. Rồi cái này thì ví dụ sai giờ thì mình cài giờ cho ngay thôi, ngay 18 giờ phải không, nó 19 giờ ví dụ gì. Cái này không phải là cài đặt hẹn giờ các bạn, cái này là mình cài cái giờ thời gian thực nha. Rồi mình đặt lại 19 giờ như hồi nãy đó, nó không phải là hẹn giờ đâu, hẹn giờ B này mới đúng nè, cái này mình đang chỉnh giờ thực tế cho đúng rồi. 19:40 đó nè, như cái này tại phút chỉ vậy, cũng tương tự. Rồi để là cho 19:40 lại. Này mình bấm cho bạn biết là khi bạn chỉnh giờ thôi nha bạn, chứ không. Rồi 45 luôn rồi, hút rồi. Đành lại. Giờ nó cũng cỡ, nó cũng lên 41 rồi. Nãy 40 vậy cũng mình cho 41 gì đi. Rồi 42 đi. Rồi. Đó, thời gian thực tế, nếu thời gian thực tế thì sai thì mình chỉnh lại, chỉnh giờ lại. Rồi bây giờ cái này mới hẹn nè. Đó, chữ B này mới hẹn nè. Rồi bây giờ mình lắp vô đi. Lắp nguồn cho đi, rồi mình hẹn, rồi mình cho bạn xem mình nó bật tắt nguồn cho bạn xem nha. Rồi giờ thì đấu nguồn vô. Rồi bây giờ mình đã đấu nguồn xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình ghim nguồn, thì bây giờ mình hẹn giờ cho bạn xem nè. Bây giờ mình muốn bây giờ 19:43 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cài là 19:44 đi. Đó, mình bật 19:44 và tắt 19:45 chị nghe bạn. Rồi mình bật 19:44 nè, cài nè. Rồi mình bật 19:44 nè, này mình bỏ cái này đi, số 1 mình đã có chương trình rồi. Mình chọn chương trình 2 nè. Đó, giờ mình cài 19:44. Thì bữa nay là mình cài hàng ngày nè. Cái này giờ mình cài đó bao nhiêu ngày đó. Ví dụ như mình giờ mình cài đó, mình chỉ cài riêng ngày thứ bảy thôi, hay là mình cài hết trơn có thứ trong tuần luôn nè. Rồi đó, này cài thứ nha, còn này cài giờ nè. Đó, giờ mình cài on đó, chữ on nè, là mình cài 19. Rồi 44 tới giờ cài nhanh lên, 19:44 rồi 45 luôn rồi. Thôi rồi cũng được. Rồi mình tắt 19:46 nè, off nè, 2 off nè, cũng theo như tất cả các ngày trong tuần luôn. Rồi 19:46 là mình sẽ tắt phút nè, 19:46